Chương 1171 Sợ nàng làm chi phần 1. Ánh mắt ta ẩn rét lạnh nhìn phương hướng chiến hoàng điện. Long đế đại nhân, tiểu công chúa của chúng ta muốn giết Diệp thần, mau đưa Diệp thần giao ra đây, nếu không đừng trách Vân ẩn tinh ta không khách khí, cho thiên nguyên tinh người lòng trời lỡ đất. Lời của ta ẩn lộ ra sát cơ mãnh liệt, mắt hàn quang lập lè. Chỉ nghe Long đế hừ một tiếng trầm giọng nói: Ta ẩn thị thần không khỏi quá mức bá đạo, Diệp thần cũng xin lỗi rồi. Vân ẩn tinh các người còn không nói đạo lý, hẳn nghĩ thiên nguyên tinh ta có thể lấn. Nếu Vân ẩn tinh hùng hổ dọa người ta đây, thiên nguyên tinh thề sống chết chiến một trận. Xin lỗi. Diệp thần nói chuyện ngữ khí như vậy, bộ dáng xin lỗi sao? Tăng thêm bọn thanh vũ, ta ẩn tổng cộng chỉ 3 thị thần, căn bản không làm gì được bọn Long đế. Về phần trở về gọi Vân ẩn tinh chủ ra tay trấn áp thiên nguyên tinh, cái kia càng là không có thể. Khắp tinh khu cũng không phải là Vân ẩn tinh một nhà độc đại, rất nhiều tinh chủ tầm đó không ai phục ai. Nếu Vân ẩn tinh chủ đối với thiên nguyên tinh ra tay, chỉ biết rơi miệng lưỡi người, đến lúc đó ảnh hưởng càng lớn. Ta ẩn nhìn thoáng qua tiểu hành tinh thể dừng trên thiên không thiên nguyên thành, người thiên nguyên tinh rõ ràng cướp được tiểu hành tinh thể của tổ ma, đoán chừng bọn hắn đã đi qua bên ngoài, cho nên không có sợ hãi. Sau khi yêu đế từ ngoài trở về, đám Long đế biết được cục thế trước mắt của phiến tinh khu, tinh hồn tầm đó quan hệ liên minh không cho phép tàn sát lẫn nhau, các này liền quyết định Vân ẩn tinh chủ không có khả năng ra tay hủy diệt thiên nguyên tinh, cho nên bọn người Long đế đối với Vân ẩn tinh cũng không quá nhiều kiêng kỵ. Tàn truyền âm cho thanh vũ bên cạnh nói: Công chúa đại nhân, chuyện này hãy thôi đi, chúng ta không làm gì được hắn cả. Tinh chủ phái chúng ta tới an bài nhiệm vụ cho chúng ta, theo chân bọn họ cãi nhau trở mặt cũng không nên. Thành vũ tức giận đến lỗ tai đỏ lên, sắc mặt cực kỳ khó coi. Đây tuyệt đối là nàng suốt đời đến nay chỉ nhục lớn nhất, rõ ràng bị đối phương trước mặt nhục mạ rồi lại không làm gì được đối phương, còn muốn nén giận, lòng ủy khuất có thể nghĩ. Đợi trở lại Vân ẩn tinh, ta nhất định mời phụ thân ra tay xé nát miệng túi của hắn. Thành vũ vô cùng phẫn nộ, Tuyết Ngọc Trường Kiếm chỉ hướng chiến hoàng điện mắng to: Người nhát gan, có loại đi ra cùng bổn công chúa chiến một trận, ta muốn giết ngươi. Xếp thân xếp bằng trong tử hàn hương lồ nghe thanh vũ sao hát cười cười đi ra ngoài cùng thanh vũ đánh. Hắn mới không ngu xuẩn như vậy đây, thua thì bị giết chết, thắng thì chiếm không được bất luận tiện nghi. Thanh vũ nhất định khóc hướng Vân ẩn tinh chủ cáo trạng, cho Vân ẩn tinh chủ lưu lại đầu để câu chuyện. Loại mua bán thâm hụt kia này xếp thân thế nào lại làm? Công chúa đại nhân, vừa rồi đều là một cơ hội hiểu lầm, ta chân thành hướng người xin lỗi. Ta không nên mắng công chúa đại nhân à, miệng tiện đồ con lợn, hết thảy đều là lỗi của ta. Về phần quyết đấu vẫn là miễn đi, thảo nam không cục nữ đấu, nếu bạn nhất làm bị thương công chúa đại nhân thiên kim quý thể, cái kia làm thế nào cho phải? Diệp thần cười hi hi nói, ngoài miệng y nguyên là không buông tha. Thành vũ phổi đều là sắp bị tức nổ, Diệp thần vẫn là tiếp tục mắng nàng. Nếu Diệp thần dám ra đây cùng nàng trước một trận, nàng tuyệt đối sẽ đem Diệp thần bầm thây vạn đoạn. Nhưng hết này tới lần khác Diệp thần trốn tránh không ra, còn nói cái gì là làm không cùng nữ đấu. Nói hay lắm, nhưng Diệp thần nhất định là thắng nàng đồng dạng. Diệp thần bất quá là một chiến hoang, mà nàng là một thị thần cương giả. Thành vũ cơ hồ là muốn thổ huyết. Một đám thị thần thiên nguyên tình cảm thấy vài phần buồn cười. Như thành vũ loại nữ nhân không coi ai ra gì, thực sự không thế nào làm người ta ưa thích. Đụng phải Diệp thần vô lại như vậy cũng coi như nàng xui xẻo. Thành vũ giống như là con cọp cái bị chọc giận, lớn tiếng chửi bậy lấy, không ngừng khiêu khích Diệp thần. Mặc cho thành vũ một bên gạo thét, Diệp thần không hề để ý, tiếp tục chuyên tâm tu luyện. Nếu thực sự đánh nhau, Diệp thần minh bạch mình không phải đối thủ của thành vũ, nội tâm đối thực lực càng thêm khát vọng. Ngay cả một người đàn bà tranh chua như vậy cũng không đối phó được, còn không bằng đâm đầu bỏ chết. Diệp thần nhắm mắt vận khóa lấy dược lực thiên hoang thánh quả trong cơ thể, vận chuyển huyệt khí. Hắn bỗng nhiên cảm giác hình xăm sau lưng một ít khác thường, sư ra giống như có động tĩnh. Một lát sau, cỗ lực lượng cường đại bên trong bừng lên. Cỗ lực lượng này tựa như hải kiếu mang theo hết thảy. Một cỗ tử hỏa quanh người Diệp thần phụt lên thiêu đốt. Sức mạnh tinh thần ấn chứa khí tức viễn cổ hồng hoang, sư ra trong lúc ngủ say thức tỉnh. Cỗ lực lượng kia càng không ngừng trong cơ thể Diệp thần kích động trùng kích cửu tinh trong đan điền. Chuyện gì xảy ra? Lực lượng sư ra thế nào bỗng nhiên trở nên cường đại như vậy? Nội tâm Diệp thần kinh ngạc không thôi. Hắn cảm giác được cỗ lực lượng này là viễn siêu chiến hoàng cảnh, có thể đạt tới cực hạn, rõ ràng là lực lượng thị thần cấp. Hơn nữa cỗ lực lượng này không ngừng tăng cường, chẳng lẽ là hiệu quả thiên hoàng thánh quả? Bởi vì thời điểm vận hóa thiên hoàng thánh quả, Diệp thần có thể xác định rõ ràng có chừng 2 quả thiên hoàng thánh quả sức lực chảy vào bên hình xăm,
bị sư gia hấp thu. Sư gia hấp thu dược lực thiên hoàng thánh quả xong đột phá. Giống. Một tiếng sư giống trầm thấp vang, chấn đắc từ đàn hương lồ mãnh liệt rung. Diệp Tân tiểu tử, người cho sư gia ta ăn thập toàn đại bổ gì? Sư gia ta hiện tại tinh lực dồi dào, cho dù cho ta 100 con tiểu mẫu sư cũng không thành vấn đề. Thanh âm quen thuộc của sư gia trong đầu Diệp Thần quanh quẩn. Lần nữa nghe đến cái luận điệu tiểu mẫu sư kia của sư gia, Diệp Thần cảm thấy có vài phần khôi hài, lại cảm thấy vài phần thân thiết. Trước kia một đoạn thời gian ngắn, sư gia tu luyện đến bình cảnh, liền ở cơ thể Diệp Thần ngủ say xuống dưới. Đoạn thời gian trước nó đột nhiên cảm giác được một cỗ dược lực khủng bố sắp nhập cơ thể, đem dược lực hấp thu dung hợp, thân thể đột nhiên kỳ dị lột xác. Năm miếng thiên hoàng thánh quả không thể để cho Diệp Thần thành thiên hoàng thánh thể trong truyền thuyết, nhưng so ra sư gia so với Diệp Thần đến trước một bước, tu vị hắn cộng so với Diệp Thần trước một bước tấn nhập thị thần cảnh. Chương 1172. Sợ nàng làm chi? Đây chính là thiên hoàng thánh thể trong truyền thuyết, trình độ cường hãn thân thể hắn, ngay cả lòng đế thị thần tập trọng cường giả đừng mơ tưởng đơn giản làm mất đi. Thiên hoàng thánh quả phảng phất chuyên môn vì sư gia chuẩn bị, cùng thể chất sư gia cực kỳ phù hợp, kích hoạt huyết mạch ẩn trong cơ thể sư gia. Diệp Thần ý niệm đảo qua sư gia bên cạnh hình xăm sau lưng, chỉ thấy ngọn lửa màu tím trên người sư gia hừng hực thiêu đốt, tan ra một cỗ khí thế khủng bố. Sư gia thể trạng cùng trước kia so sánh mấy lần khỏe mạnh, bộ lông lầm động sáng loáng, lộ ra cái tinh thần sáng láng. Sư gia mới tấn cấp thị thần, hơn nữa có được thiên hoàng thánh thể, toàn thân bao phủ bên trong tự hỏa nóng bỏng. Ngọn lửa màu tím trên người sư gia không ngừng thiêu đốt thân thể Diệp Thần, sư thần cảm giác nhục thể mình không ngừng đạt được rèn luyện, trở nên càng cương đại. Sư gia tự hỏa quả nhiên không giống bình thường, dưới tự hỏa tế luyện tu vị Diệp Thần cũng không ngừng kéo lên, mắt muốn đột phá chiến hoàng cửu trọng. Bên ngoài cái con nhỏ kia tên là gì? Giống như gọi rất hăng hái. Diệp Thần tiểu tử, người sẽ không đem bụng nàng lớn lên không dám ra mặt ra gặp nàng à? Sư gia lười biếng duỗi lưng trêu chọc nói, hắn từ lúc ngủ say tỉnh lại cho nên cái gì cũng không biết. Đương nhiên là không phải. Diệp Thần đầu đầy hắc tuyến, chỉ có sư gia giải thích một phen, đem Vân ẩn tinh cùng Thiên Nguyên tinh ân oán nói thoáng qua. Vân ẩn tinh tiểu công chúa, sợ nàng làm chi? Đi ra ngoài làm cho nàng ăn. Sư gia vuốt vuốt gãi móng, run rẩy cái bộ lông sáng loáng có chút trở không được. Sau khi tu vị nó tăng lên, toàn thân ngứa ngáy muốn hoạt động quyền cước một chút, làm vậy không ổn, chỉ sợ mang tới phiền toái Thiên Nguyên tinh. Diệp Thần lắc đầu nói, hắn cũng nhìn ra thành vũ kia rất không thoải mái, nhưng hiện tại Thiên Nguyên tinh còn không nên gây tù hết nhiều. Bên trong chiến hoàng điện, lòng đế cảm giác cỗ khí tức thị thần cấp mới, nội tâm khẽ động. Hẳn là Diệp Thần lên cấp, vì cái gì có hơi thở lại mạnh như vậy, dẫn theo một cái tia thái cổ hương vị, không giống thị thần mới tấn giai. Lòng đế ý niệm nhanh chóng đảo qua, phát hiện tấn giai thị thần không phải Diệp Thần mà là tử hỏa tinh sư trong cơ thể Diệp Thần. Hắn lộ ra vài vấn kinh ngạc, nghĩ nghĩ lòng đế tựa hồ minh bạch cái gì, bất kể thiên tinh ấn trụ hay phó ấn, thậm chí thiên hoàng thánh quả khả năng đều cùng vị áo xám não giả kia có quan hệ. Nếu không phải loại vật như thiên hoàng thánh quả này, làm sao có thể lưu lạc đến trong tay bọn hắn? Phải biết rằng thiên hoàng thánh quả là đồ vật phi thường hiếm có, dù đã tài phú mấy trăm vân tinh ẩn cũng chưa chắc mua được một cái quả thiên hoàng thánh quả, càng không nói chi thiên nguyên tinh rồi. Thái cổ khí tức lồng lặc như vậy, tử hỏa tinh sư kia hẳn nhận được thiên hoàng thánh thể. Tử hỏa tinh sư hộ thể thần thú của Diệp Thần, một thị thần có được thiên hoàng thánh thể đối với thiên nguyên tinh mà nói là ý nghĩa trọng đại. Hôm nay thiên nguyên tinh cuối cùng là có 9 thị thần. Lòng đế ý niệm đảo qua Diệp Thần, ở dưới tử hỏa tinh sư sư gia gia chi, ý thức trên thâm Diệp Thần nghiễm nhiên không kém thị thần nhất trọng. Tuy tu vị bản thân Diệp Thần vẫn là chiến hoàng bát trọng, nhưng dù gặp thị thần cường giả có lẽ là không dễ dàng bị thua. Trước kia thiên nguyên tinh tất cả 10 vị, đi 2 cái Diệp Thần còn cùng con tử hỏa tinh sư, nếu có thể bổ sung ghế trống cũng là không tệ. Bên ngoài Thanh Vũ gầm thét thật lâu, càng không ngừng chửi bới Diệp Thần, nhưng Diệp Thần lại là thủy chung không ra. Anh lại căm giận về bên trong thiên hạ lâu thuyền. Tin tức Diệp Thần đem nghìn Thanh Vũ tức giận giơ chân, rất nhanh là truyền toàn bộ thiên nguyên tinh. Thanh Vũ biến thành trò cười toàn bộ thiên nguyên tinh. Lòng đế, chúng ta tới thiên nguyên tinh cũng không phải là tự cùng chưa bị cãi lộn. Ta ho một tiếng, nghiêm mặt nói, hắn gặp tiểu công chúa nhà mình bị nhục, nội tâm có chút bất mãn,
nghĩ tới lời nhắn nhủ của tinh chủ đành đằng trước nhịn xuống cơn tức. Vậy các người tới thiên nguyên tinh ta làm gì? Ngữ khí Long Đế có chút không quái. Những người Vân Ẩn Tinh này mỗi lần tới đều là không có hảo ý, không biết lần này đánh chủ ý gì. Vân Ẩn Tinh chủ ta muốn buôn bán các người một chiếc chiến thiên hạ lâu thuyền, nhưng các người từ chỗ tổ mà cướp được một tiểu hành tinh thể, cái kia xem ra là không cần. Ta ẩn không có nói thẳng, ngược lại là nói tới trên tiểu hành tinh thể. Nghe xong ta ẩn nói, bất kể Long Đế hay cường giả khác đều là xì mũi coi thường. Nếu như không phải chứng kiến bọn hắn cướp được một cái tiểu hành tinh thể, Vân Ẩn Tình sẽ là nguyện ý đem thiên hạ lâu thiện bắn cho hắn. Quả là chê cười, ta ẩn không phải là cho bọn họ những tiểu 2-3 tuổi dễ bị lừa gạt á. Ta ẩn thấy bọn họ bất vì sở động liền lơ đấy, dù sao hắn chỉ là thuận miệng nói mà thôi. Tình chủ chúng ta nói, thời điểm hắn ngang qua thiên nguyên tinh, các người từng dừng ý niệm đến một cái tòa tháp cao chôn dưới đất, giống như tên Hạ Địa Quỳnh Lâu. Nếu như các người bất luận kẻ nào có thể đem Hạ Địa Quỳnh Lâu cầm lên đưa cho Vân Ẩn Tinh chủ chúng ta, Vân Ẩn Tinh chủ ta có thể giúp đỡ các người đối phó 500 thị thần cấp tổ ma. Vân Ẩn Tinh chủ phát hiện Hạ Địa Quỳnh Lâu, bất quá xem ra ngay cả Vân Ẩn Tinh chủ cũng không thể biết rõ điều khiển Hạ Địa Quỳnh Lâu. Chúng ta căn bản không biết Hạ Địa Quỳnh Lâu ở đâu. Nếu Vân Ẩn Tinh chủ muốn, sao không đích thân tới cầm? Lòng Đế hừ lạnh một tiếng nói. Dùng thực lực của Vân Ẩn Tinh chủ, cho dù là cưỡng đoạt, chúng ta có lời gì để nói? Tinh chủ chúng ta thế nào là cái loại tiểu nhân tùy tiện cưỡng đoạt đồ vật người khác? Tần Ngạo Nghĩa nói vẻ mặt chẳng thèm ngó. Lòng Đế nhếch miệng. Nếu như Vân Ẩn Tinh chủ có thể cầm lấy Hạ Địa Quỳnh Lâu, Vân Ẩn Tinh chủ chỉ sợ sớm đã động thủ. Đôi mắt Lòng Đế hiện lên tia sầu lo. Đã có tinh chủ cường giả theo dõi Hạ Địa Quỳnh Lâu, nếu Hạ Địa Quỳnh Lâu bị lấy đi, vậy bọn họ liền không có biện pháp mở ra cự lượng tài phú trong Hạ Địa Quỳnh Lâu. Hy vọng Vân Ẩn Tinh chủ không có biện pháp lấy đi Hạ Địa Quỳnh Lâu mới tốt. Chương 1173, hợp tác. Hay được ta nói, Diệp Thần khẽ nhíu mày. Bị Vân Ẩn Tinh chủ nhìn chăm chăm vào thực sự là không phải sự tình làm người ta vui sướng. Tuy Diệp Thần còn không có cách nào điều khiển Hạ Địa Quỳnh Lâu, nhưng hắn đã đem Hạ Địa Quỳnh Lâu xem thành bảo vật của mình. Bởi vì chỉ có Diệp Thần mới có chìa khóa tiến vào tầng 8 Hạ Địa Quỳnh Lâu. Vân Ẩn Tinh chủ lại muốn cướp đi Hạ Địa Quỳnh Lâu, cái kết quả thật là cừu hận bất cộng đái thiên. Phải biết rằng đồ vật bên trong Hạ Địa Quỳnh Lâu trực hệ liên quan tới toàn bộ thiên nguyên tinh hưng suy. Nếu các người không có người có thể điều khiển Hạ Địa Quỳnh Lâu, cách kêu chuyện này trước hết được rồi. Ta ẩn khuất tay, mắt hiện niềm cái đạo dị sắc nói. Thiên nguyên tinh các người tự hồ còn cất giấu một ít bí mật. Vân Ẩn Tinh chủ chúng ta lúc vô tình nhận thấy một cái tấm bản đồ, biết rõ lòng đất thiên nguyên tinh các người có một cái tòa thành lũy thần bí, đó là trăm vạn năm trước lưu lại. Nếu như người thiên nguyên tinh các người nguyện ý theo chúng ta một chỗ khải ra đồ vật bên trong tòa thành lũy bí mật, tất cả bảo vật đạt được chúng ta chia phần 5 năm. Thế nào? Thành lũy thần bí bên sâu thiên nguyên tinh, thiên nguyên tinh hồn từng nói, nhưng mà tất cả mọi người cho rằng cái kia bất quá là dùng để lừa gạt tổ ma, khi không tới thực sự có chỗ như vậy. Lòng Đế nhìn một đám thị thần không khỏi sững sờ có chút chần chừ. Ta thấy bọn Lòng Đế chậm chạp không trả lời, ngữ khí mang uy hiếp nói, nếu các người không muốn theo chúng ta cùng một chỗ thăm dò tòa thành lũy bí mật này, một khi chúng ta đem tin tức tản ra ngoài, xuống không được bao lâu rất nhiều là dân du cư tinh không đi vào chỗ các ngươi, đến lúc đó thì nguyên tinh đừng mơ an bình. Diệp Thần, chuyện này người cảm thấy làm gì? Lòng Đế nhíu mày truyền âm cho Diệp Thần hỏi. Diệp Thần hà hà cười, không nghĩ tới lòng đất thì nguyên tinh thực sự có chốt như vậy. Cái kia tốt, đồ vật đạt được phần chưa 5 năm, chúng ta vì gì không làm? Thế nhưng mà Lòng Đế có chút chần chừ, không biết tinh hồn có đồng ý hay không. Vạn nhất trong cái thành lũy thần quý kia thực có bảo tàng, ta chưa chắc đã tuân thủ hứa hẹn, đến lúc đó ngược lại để thiên nguyên tinh lâm vào hoàn cảnh bất lợi. Bọn hắn muốn theo chúng ta hợp tác, cộng đồng mở ra bảo tàng lòng đất thiên nguyên tinh. Theo lý thuyết cái bảo tàng này vốn thuộc về chúng ta, bọn hắn chiếm được tiện nghi, bọn hắn ít nhất trước phải thỏa mãn một cái yêu cầu của chúng ta, muốn mở ra bảo tàng trước giúp chúng ta làm thịt 8 thị thần cấp tổ ma. Diệp Thần khẽ mỉm cười nói. Nghe Diệp Thần, mắt Lòng Đế sáng ngời, tốt một chiều mượn đào giết người, bất kể thế nào trước giúp thiên nguyên tinh giải trừ nguy cơ trước mắt rồi nói. 8 thị thần cấp tổ ma uy hiếp thiên nguyên tinh rất lâu, người Vân Ẩn Tinh lại đáng giận, cũng không có khả năng không hề cố kỵ giết chóc mọi người ở thiên nguyên tinh. Chắc làm thịt 8 cái thị thần cấp tổ ma, sự tình từ nay về sau rồi hãy nói.
muốn theo chúng ta là một chỗ thăm dò thành lũy bí mật Thiên Nguyên Tinh, có thể chúng ta có thể thuyết phục Thiên Nguyên Tinh hồn nói cho chúng ta biết thế nào tiến về tòa thành lũy thần bí này. Nhưng mà ta có một cái điều kiện. Lòng đế trầm giọng nói. Điều kiện gì? Ta ẩn cao mày. Trên Thiên Nguyên Tinh rất nhiều bí mật. Mục đích cuối cùng nhất của Vân Ẩn Tinh Chủ là muốn đem tất cả bảo tàng ở bên trên Thiên Nguyên Tinh làm của riêng. Hợp tác bất quá là đạn khói. Không biết bọn lòng đế muốn làm gì. Trước khi thăm dò tòa thành lũy bí mật, giúp chúng ta đánh chết 8 thị thần cấp tổ ma. Lòng đế trịnh trọng nói, thanh âm vang vọng thương khung truyền thật xa. Nội tâm ta ẩn cười nhạo. Giúp Thiên Nguyên Tinh tiêu diệt tổ ma kia thật sự là buồn cười. 8 thị thần cấp tổ ma thời khắc uy hiếp Thiên Nguyên Tinh, dùng thực lực Vân Ảnh Tinh phái một ít thị thần tới diệt 8 cái kia dễ dàng, nhưng bọn hắn là không ra tay. Để cho 8 thị thần cấp tổ ma uy hiếp lấy Thiên Nguyên Tinh, có thể miễn đi bọn hắn không ít phiền toái. Bọn ông đế cho rằng Vân Ảnh Tinh thủ đoạn vụng về như vậy bị lợi dụng sao? Chuyện này ta cần báo Tinh Chủ đại nhân chúng ta định đoạt. Đàn có chút trầm ngầm nói, thành lũy bí mật kia giấu trong lòng đất Thiên Nguyên Tinh, bị Thiên Nguyên Tinh tinh hồn dùng bí pháp bố trí cấm chế. Nếu như mà không chiếm được Thiên Nguyên Tinh hồn đồng ý, bọn họ là không cách nào tiến vào Thiên Hạ Lầu Thuyền trên không. Thiên Nguyên Thành dừng lại 3 ngày, cùng mọi người Thiên Nguyên Đại Lục trao đổi ít đồ rồi lại rời đi. Lúc này đây, bọn người ta ở Thiên Nguyên Tinh không có kiếm được bao nhiêu tiền, bởi vì Thiên Nguyên Tinh đã có tổ mà điều hành tinh thể, tùy thời có thể tiến về chợ đêm trung tâm Thiên Hà Tinh Vực. Yêu đế biết rõ giá cả tuyệt đại bộ phận nhân vật sẽ là không bị đơn giản vì bọn tần lợi dụng đi lấy cái món kích xù. Lòng đế cùng tần đàm phán truyền khắp toàn bộ Thiên Nguyên Tinh. Quỷ Tuyệt 8 cái thị thần cấp tổ mà rất nhanh nhận tin tức sự tình Thiên Hà Lâu Thuyền xuất hiện ở trên không Thiên Nguyên Thành, bọn hắn sao không biết. Lòng đế cùng tần đàm phán có bị Quỷ Diệt Tuyệt mơ hồ nghe được. Nếu như trận đàm phán này thực sự đứng ở góc độ tần, tất nhiên là đồng ý cùng lòng đế yêu cầu. Tức đó tần là mang theo đại lượng Vân Ẩn Tinh thị thần tới, vậy bọn họ nhất định chỉ còn đường chết. Quỷ Tuyệt đại nhân, chúng ta phải làm gì? Một cái thị thần cấp tổ ma tên là Quỷ Ảnh truyền âm cho Quỷ Tuyệt hỏi. Gần đây một đoạn thời gian ngắn, Quỷ Tuyệt một đại âm thầm bố trí tìm kiếm thông đạo có thể lẻn vào Thiên Nguyên Đại Lục, chuẩn bị trực tiếp tập kích Yên Vân Thánh Thành. Nhưng mà chỉ sợ thời gian là không kịp. Một khi tần mang theo Vân Ẩn Tinh thị thần trở lại, chờ bọn họ chỉ còn con đường chết. Làm sao bây giờ? Quỷ Tuyệt hận đến nghiến răng nghiến lợi, thỉnh thoảng hóa ra mặt sói khủng bố kinh dị. Chờ hết thảy bố trí hoàn tất, không biết phải đợi tới khi nào, nguy cơ sắp sửa xém lông mày. Vì kế hoạch hôm nay chỉ có thể theo chân bọn họ quyết thắng thua. Quỷ Tuyệt lạnh giọng nói, bọn hắn không cách nào đột phá tiến vào Thiên Nguyên Đại Lục, cái kia chỉ có thể tổng công kích Thiên Nguyên Thành rồi. Thiên Nguyên Thành bố trí đại lượng kiếm trận cường đại đủ để vây khốn thị thần cường giả, chủ động công kích Thiên Nguyên Thành vẫn tương đối nguy hiểm, nhưng bọn hắn đã không còn lựa chọn khác. Chẳng lẽ muốn ngồi chờ chết sao? Chương 1174, đánh lén phần 1. Bọn Quỷ Tuyệt âm thầm điều hành cự nô, còn có ma niên còn lại chuẩn bị đối binh. Thiên Nguyên Thành phát động một lớp thế công cuối cùng, không phải người chết là ta vong. Hoàng hôn dần dần ám xuống, một trung niên nam tử mặc kim giáp cường tráng xuất hiện ở chiến hoàng điện. Người này không phải lòng đế là ai? Không biết đêm môn khuya khoắt lòng đế muốn ra ngoài vào đây làm gì. Tin tức ta tiếp về Tử Vân Tinh, không cho phép tiết lộ bất luận kẻ nào. Nếu như ai để lộ bí mật chẳng không tha. Lòng đế đến trước cửa hừ một tiếng, nhìn lướt qua hai cái chiến hoàng cấp bên cạnh nói. Vâng, lòng đế đại nhân. Lòng đế thả người lao đi, đi vào tỏa pháp trận tiến về Tử Vân Tinh, tấn nhập pháp trận biến mất thân ảnh. Đồng xuyên đại lục, tại đây là một cái mảnh hang vu, khắp nơi là hồn thú qua lại, không có bất kỳ nhân loại, yêu thú hiện thú chỉ để lại cái cảnh hoang tàn khắp nơi. Tinh Nguyên Tinh Chủ lưu lại di ngôn, tại Đồng xuyên đại lục nuôi thả hồn thú, giết chóc qua đi, không có người may mắn thoát khỏi. Nếu như nhân loại kia không có bị hồn thú ăn tươi, số phút này rất có thể bị tổ ma khống chế biến thành tổ ma khôi lỗi. Hết thảy là hành động bất đắc dĩ. Ở bên trong cái mạch lộ thạch hoang vu có mấy vạn ma nhân tụ tập chỗ này. Quỷ Tuyệt 8 cái thị thần cấp tổ ma đã đi tới toàn thành thị. Quỷ Tuyệt đại nhân, mới nhận được tin tức lòng đế đi Tử Vân Tinh, một tổ ma bị kích động báo cáo. Lòng đế đi Tử Vân Tinh làm gì? Quỷ Tuyệt nhíu mày. Lòng đế tiến về Tử Vân Tinh chẳng lẽ có việc gấp? Lòng đế đi rồi chúng ta dễ dàng tấn công Thiên Nguyên Thành, nếu như bỏ qua chờ lòng đế trở lại chúng ta không còn cơ hội. Bên cạnh Quỷ Ảnh gấp giọng nói.
Long đế như thế nào thời điểm này đột nhiên ly khai Thiên Nguyên Tinh tiến về Tử Vân Tinh? Quỷ Tiệt ẩn ẩn cảm thấy có chút không đúng. Hắn từ trước tới nay đang nghi, lo lắng đây là một cái bẫy. Long đế tiến về Tử Vân Tinh rất có thể là muốn cùng Tử Vân Tinh lấy được liên lạc, có thể là vì sự tình cùng Vân Ẩn Tinh đàm phán. Quỷ Ảnh nghĩ qua một phát nói, ngược lại là có khả năng này. Quỷ Tuyệt nhẹ gật đầu. Long đế đi ra Thiên Nguyên Thành, đây là thời cơ tiến công Thiên Nguyên Thành tốt nhất. Bỏ qua là không có lần sau. Dù sao đều là chết, còn có bằng liều một lần. Biết rõ rất có thể là cái bẫy, Quỷ Tuyệt vẫn có thể quyết định không buông tay đụng một cái. Bởi vì một khi Vân Ẩn Tinh thị thần tới, vậy bọn họ ngay cả cơ hội liều mạng cuối cùng cũng không có. Lúc này đây bọn họ biết rõ núi có hộ vẫn đang cũng lao vào. Hết thảy chuẩn bị xong chưa? Khí tức trên người Quỷ Tuyệt tăng vọt, tản mát ra khí thế uy nghiêm. Hồn niệm đảo qua nhóm lớn cụ lô cùng mà nhân tụ bên thành thị. Chuẩn bị xong, nguyện vì tân chủ quên mình phục vụ. Nhóm mà nhân thần sắc cuồng nhiệt hò hét. Quỷ Tuyệt tay phải vung, một mảng lớn bóng mờ màu đen tựa như màn sân khấu, đem cự lô cùng mà nhân tất cả bao phủ bên trong. Đêm dần dần sâu, một vòng minh nguyệt treo cao bên trong Thiên Nguyên Thành. Đường đi đá xanh cùng kiến trúc liền là dấu ở trong màn đêm, hết thảy lộ ra an tĩnh bình an. Nhiều đội vệ binh mặc tử ma chiến giáp thì nguyên như thường ngày đồng dạng trên đường thành tuần tra. Bọn hắn ít nhất là đạo huyền cảnh, bọn hắn biểu lộ ra nghiêm túc chăm chú, lại tựa hồ không có chút nào phát giác được nguy cơ tới gần. Một tấm màn đen cực lớn chậm rãi xuyên qua từng tòa tháp cao đứng vững, tiệm nhập Thiên Nguyên Thành. Lòng đế quả thực là không có, nếu không hắn đã sớm phát hiện chúng ta. Quỷ Tuyệt mặt lộ vui mừng. Thiên Nguyên Thành đáng sợ nhất chính là kiếm trận dày đặc bên ngoài. Một khi kiếm trận thúc sục, vậy cố thị thần dễ dàng đã bọn hắn có thể đơn giản tiến vào Thiên Nguyên Thành chứng minh tin tức Lòng đế từ Tử Vân Tinh đi không giả. Lần này thực là trời giúp chúng ta. Quỷ Ảnh hưng phấn, khát máu lở nụ cười, mắt mở hàn quang bắn. Bọn Quỷ Tuyệt cũng không biết ở không trung cách Thiên Nguyên Thành mấy cây, trong mê huyễn pháp trận yêu đế thiết kế dùng để cất giấu mấy vạn Thiên Nguyên Tinh cường giả. Đầu lĩnh đúng là Long đế bọn người. Chính thức Long đế cũng không còn tiến về Tử Vân Tinh. Long đế đi Tử Vân Tinh kia là đẳng vân biến thành. Long đế để cho bọn hắn tiến vào Thiên Nguyên Thành có ổn hay không? Văn đế có chút lo lắng hỏi, dù sao bên trong Thiên Nguyên Thành còn có nhiều bộ chúng bọn hắn. Long đế thần sắc trầm trọng, kiên quyết mang theo tia bi thương nói, vì tiêu diệt đám tổ ma, tất cả hy sinh đều đáng giá. Yêu đế tiềm phục bên trong Thiên Nguyên Thành, ta đã để cho yêu đế tận lực thi triển huyễn thuật cứu người. Đây là cách hành động bất đắc dĩ. Nếu như không đem bọn họ kéo vào bên trong Thiên Nguyên Thành, vạn nhất chạy trốn một hai cái nhất định là hy sinh càng nhiều. Nội tâm Long đế sao không khó chịu, nhưng bộ chúng kia đều là từng cái từng hạ cái cùng hắn kể vai chiến đấu, là hảo nam nhân của Thiên Nguyên Tinh, nhưng mà cùng ức kế con dân Thiên Nguyên Tinh so sánh, hy sinh một ít người vẫn là không thể tránh. Người gia nhập Thiên Nguyên Thành thành vệ quân đều lập giấy sinh tử, có chức vô hối. Sau lưng một cái chiến hoàng khom người nói, hắn là một trong những Thiên Nguyên Thành thành vệ quân thống lĩnh, gọi là Long Vũ, dòng chính của Long đế. Lòng mọi người bi thương, toàn thân chiến ý mãnh liệt. Lúc này đây nhất định là đem tám tổ ma kia một mẹ hốt gọn. Qua Quỷ Tuyệt, bọn tổ ma mang theo nhiều ma nhân cùng cự nô tấn nhập Thiên Nguyên Thành. Bên kia tạm thời chưa khai chiến, bọn Long đế đang đợi thời cơ tốt nhất. Diệp Thần đứng sau lưng Long đế. Diệp Thần, nhưng người nghĩ đồng dạng tám thị thần cấp tổ ma kia biết rõ tin tức chúng ta cùng Vân Ẩn Tinh đàm phán, lập tức đã kịp không được. Long đế nhìn thoáng qua Diệp Thần sau lưng, không thể không nói Diệp Thần là phi thường thông minh. Trước kia cùng Vân Ẩn Tinh đàm phán là giả, dẫn xạ xuất động mới là thật. Quỷ Tuyệt một đám tổ ma đạt được tin tức Long đế cùng Vân Ẩn Tinh đàm phán, biết rõ một khi Vân Ẩn Tinh thị thần tới, bọn hắn là chết không nghi ngờ. Bởi vậy chỉ có thể chủ động xuất kích. Về sau hắn lại để cho đẳng vân ngụy trang thành bộ dáng quán tiến về Tử Vân Tinh. Quỷ Tuyệt chắc chắn là không buông tha cơ hội, quả nhiên lập tức động thủ. Nếu như ở địa phương khác khai chiến, một đám thị thần Thiên Nguyên Tinh quả quyết không làm gì được tám cái thị thần cấp tổ ma, tối đa là lưỡng bại câu thương. Nhưng đến Thiên Nguyên Thành liền không giống. Phải biết rằng Long đế ở Thiên Nguyên Thành là kinh doanh mấy ngàn năm. Chương 1175, đánh lén phần 2. Lúc ban đầu thành lập Thiên Nguyên Thành chính là Thiên Nguyên Tinh Chủ. Về sau trải qua Thiên Huyền Tinh Chủ hoàn thiện,
Thiên Nguyên Thành tuyệt đối là một cái tòa thành hùng không thể phá vỡ. Một khi bọn quỷ tuyệt bị nhốt bên trong Thiên Nguyên Thành, lại muốn ra ngoài cơ hồ là không thể. Diệp Thần mỉm cười, nếu bọn Tà Ẩn Tử Vân Ẩn Tinh trở lại, phát hiện đám quỷ tuyệt đã bị giết chết, không biết phát hiện phát điên thành bộ dáng gì. Vân Ẩn Tinh một mực ngấp nghé Thiên Nguyên Tinh, bọn họ quả quyết không đơn giản bị Vân Ẩn Tinh bài bố như vậy. Diệp Thần ý niệm đảo qua, Ali cùng Nữ Nhi đang ở phía xa nhẹ giọng trò chuyện với nhau. Các nàng hiện tại cũng là chiến hỏa ngũ trọng cường giả, tất nhiên tham chiến. Đạm Đài đã từng yêu cầu tham chiến, nhưng mà bị Long Đế cự tuyệt, bởi nàng có một cái nhiệm vụ quá lớn, cái kia là bảo hộ tinh chủ tương lai. Dùng tư vị Đạm Đài hôm nay chiến hoàng thập trọng, chỉ cần không đụng thị thần cấp cường giả đều là đầy đủ ứng phó. Không biết đêm nay một cái trận chiến này kết quả thế nào. Song phương thực lực không kém bao nhiêu, nhưng mà chủ chiến tràng ở Thiên Nguyên Thành, tăng thêm bọn hắn bên này sớm có chuẩn bị, phần thắng có lẽ rất lớn. Bất quá chỉ sợ là đám tổ ma kia giấu diếm sát chiêu, chỉ sợ khó tránh khỏi có người hy sinh. Nội tâm Diệp Thần sâu lo, ngóng về Thiên Nguyên Thành nơi xa xăm, vũ trụ tàn khốc, chủng tộc ở giữa chém giết lẫn nhau, muốn không hy sinh rất khó. Ngay thời điểm Diệp Thần thất thần, trận doanh phía sau một cái làn gió thơm tập tới, mùi thơm này có lại cảm giác quen thuộc phát ra từ linh hồn. Diệp Thần mừng rỡ quay đầu, cảm giác một cái thân thể mềm mại ấm áp kéo lên, một đùi đầy đặn mềm mại chống đỡ sau lưng Diệp Thần. Diệp Thần quay đầu lại chứng kiến khuôn mặt yếu ớt không phải bị Linh là ai. Linh tỷ tỷ, Diệp Thần cao hứng thở nhẹ, sao người tới đây? Thế nào, ta không thể tới sao? Đôi mắt Bệ Đình toát ra mỉm cười mơ hồ ngấn lệ hiện lên. Nàng yên lặng nhìn khuôn mặt Diệp Thần, nghĩ không tới kiếp này có thể chứng kiến khuôn mặt quen thuộc kia. Thời điểm tiến vào lôi tháp, Bệ Đình đã ôm quyết tâm hẳn phải chết. Nghĩ không tới cuối cùng dưới sự trợ giúp của hồn yểm Bảo Châu khôi phục lại, về sau theo Loan Đế tù luyện. Khi nàng biết rõ tin tức Diệp Thần, liền không thể chờ đợi mà nghĩ muốn gặp Diệp Thần. Bất quá cuối cùng vẫn là quyết định trước tiếp tục đi theo Loan Đế tu luyện. Diệp Thần phát triển quá nhanh, nàng lo lắng trở thành vướng víu Diệp Thần, mấy lần cũng không dám tới gặp Diệp Thần. Nhưng mà hiện tại mới phát hiện, chỉ cần có thể chứng kiến Diệp Thần, dù bị ghét bỏ nàng cũng không cần. Diệp Thần thật sâu nhìn Bệ Linh, hôm nay Bệ Linh cùng trước kia tựa dạng có bất đồng, nhiều thêm vài phần tiên linh chi khí, trên người đạo đạo lồi điện thoáng hiện, tựa như một cái thần nữ. Bệ Linh tựa hồ có một cái tia biến hóa thoát thai hoán cốt. Nghe nói từ sau thời điểm thật lâu, bệ thú nhân tộc cũng thuộc thần thú, là siêu cấp tồn tại tự hỏa tinh sư đồng dạng. Bệ Linh mặc một cái thân tử sắc chiến giáp, buộc vòng quanh đường cong hoàn mỹ, trước ngực một đôi to lớn chói mắt, hiện ra cái khe rãnh thật sâu, nhẹ cười yếu ớt có một cái đôi động lòng người cùng vũ mị nói không lên lời. Tiểu đệ đệ, không phải đem Linh tỷ tỷ quên đi à? Bệ Linh ngoài miệng tuy là mang theo dáng cười cười, đôi mắt lại lờ mờ một ít lệ quang lập lòe. Tiểu đệ đệ gặp người thật tốt, thế nào sẽ quên? Diệp Thần vội nói, hắn nhớ tới trước kia Diệp Sa Sơn Cốc cùng Thần Nối Chi Thành phát sinh đủ loại, tuy những địa phương hôm nay đã bị diệt, mà những cái ký ức đấy cứ như cũ ẩn sâu nội tâm Diệp Thần. Bên người có một tiểu hổ ly, thế nào còn nghĩ tới Linh tỷ tỷ đây? Bệ Linh đem mặt tiến đến cách Diệp Thần rất gần, đối với Diệp Thần thổi cái ngụm nhiệt khí, dùng cái loại ngữ khí nỉ non mịn hoặc nhẹ giọng nói, tiểu đệ đệ, ly khai tỷ tỷ lâu như vậy, có nhớ ta hay không? Có muốn trà đạp tỷ tỷ không? Bệ Linh cái bộ dáng vũ mị xinh đẹp giống như một cái đoạn lăn sâu, lập tức trở nên ở trong nội tâm Diệp Thần khơi lên ngọn lửa nóng bỏng. Đến cùng ai mới là hồ ly tinh? Diệp Thần cười khổ cuống quýt, hiện tại đến lúc nào rồi? Bệ Linh rõ ràng còn hấp dẫn hắn. Mắt Bệ Linh toát lên cái tia vui vẻ vũ mị, hướng Ali cùng Lữ Nhi nhìn qua, chỉ thấy Ali cùng Lữ Nhi đang lườm nàng. Nàng quay đầu nhìn Diệp Thần cười hì nói, tiểu đệ đệ, chờ một trận chiến này chấm dứt liền tới tìm ta, tỷ tỷ tùy thời tùy thời chờ người tới trà đạp. Sau khi nói xong, Bệ Linh giống như khiêu khích, hướng Ali cùng Lữ Nhi phất tay, sau đó hướng Loan Đế bay vút. Diệp Thần hướng phương hướng Bệ Linh rời đi, chỉ thấy Bệ Âm đeo lụa mỏng cũng đi theo đằng sau Loan Đế. Bất quá tu vị rõ ràng yếu hơn rất nhiều, chỉ có chiến hoàng nhất trọng. Bệ Linh cùng Bệ Âm sở dĩ tấn giai chiến hoàng đều cùng Diệp Thần có quan hệ, nếu không lấy bọn nàng có chút bệ thú huyết mạch mỏng manh kia là không đủ để các nàng tấn giai chiến hoàng. Bệ Linh y nguyên giống như trước bị hoặc như vậy. Diệp Thần mỉm cười, hắn hận không thể lập tức đem Bệ Linh ôm vào ngực, thổ lộ hết tâm tư chi tình thoáng qua. Bất quá cũng biết bây giờ không phải là thời điểm, biết rõ nàng đã bình yên vô sự là tốt. Diệp Thần thu hồi ánh mắt, thấy Ali cùng Nữ Nhi đứng bên cạnh, đối với hắn chừng mắt. Diệp Thần ca ca,
Vệ Linh tỷ tỷ có phải đẹp không? Harry tức giận nhìn Diệp Thần, chu cái miệng nhỏ nhắn dị thường đáng yêu. Liễu Nhi cũng ở một bên u oán nhìn Diệp Thần. Diệp Thần ở đầu chống đỡ cái đôi mắt ủy khuất của các nàng, liên tục khoát tay xấu hổ cười nói: các người cùng Vệ Linh đều rất đẹp. Luận tướng mạo, Vệ Linh, Ali hay Liễu Nhi còn có đạm đài, bốn người mỗi người một vẻ, có tất cả đặc sắc, tuyệt đối đều là nhân vật kinh tài tuyệt diễm. Bất kỳ người nào đều là một loại hạnh phúc vinh quang lớn nào. Bất quá bốn cái tụ một chỗ, tóm lại là có một chỗ ít hạnh phúc tuyệt não. Hổ Lý Tình tôi hấp dẫn Diệp Thần ca ca, chứng kiến Vệ Linh xa xa hướng bên này vứt mỉ nhát, Ali lại dậm chân hậm hừ nói. Nếu nhìn không nói gì thêm, chỉ là bộ dáng ôn nhu tình nhã cùng với ánh mắt ai oán càng làm ra đầu Diệp Thần run lên. Bất quá mọi người sớm trải qua sinh tử, ở trong loạn thế lẫn nhau dựa vào là không giống nữ nhân bình thường, quyền cước gia tăng như vậy